Bài thi đầu tiên, những số nguyên ích thỏa mãn giá trị tuyệt đối của nó bằng 2016 sẽ là âm 2016 với lại 2016 thôi. Chỉ có hai số này khi tính tuyệt đối là ra 2016 nha. Số tự nhiên nhỏ nhất khác không đồng thời chia hết cho 2, 3, 4, 5. Đó chính là số 60. Đó là bội chung nhỏ nhất của 2, 3, 4, 5. Thì đuôi phải bằng 0, đúng không? Chia hết cho 3 thì có thể là 30 hoặc 60, mà 30 thì không thể chia cho 4, vậy lấy 60. Hợp số nhỏ nhất sẽ là số 4. 2 với 3 là nguyên tố thì 4 là nhỏ nhất rồi. 4 là hợp số nhỏ nhất. Cái này lấy máy tính cộng luôn, âm 50 mà cộng cho 250. Âm 50 cộng 250 thì bằng 200. Cái này cộng lại là bằng âm 31. Vậy số liền trước của số B là âm 32. Lấy máy cộng cho khỏe các em. Tổng tất cả các số nguyên thỏa mãn cái này thì sẽ bắt đầu từ âm 99, âm 98 vân vân cho tới 100. Thì các em thấy âm 99 cho tới 99 là cộng lại là bằng 0 à. Cái này trong khoa học V62 thầy có ví dụ rất kỹ các em nhé. Vậy nó còn sót lại số 100 thôi, đó chính là đáp án luôn. Còn cái này, bài này thầy giải ở nít số 1 rồi. X như bằng 2 hay sao á, không nhớ nữa. Giờ ta có thể giải lại nếu thích. Giờ kem lấy máy tính, kem bấm cái bên phải dấu bằng nữa nè. 45, 45 cộng cho 2 mũ 2 nhân 25 rồi nhân cho 5 rồi cộng cho 8 rồi trừ cho 9 mũ 2 à 27 mũ 2 3 mũ 3 là 27. 27 mũ 2 giờ bằng 4, 2 mũ x bằng 4, x bằng 2, đúng rồi. Bài này n là số tự nhiên bất kỳ thì 8n là số chẵn, 3 là số lẻ, chẵn cộng lẻ ra lẻ, bên này cũng lẻ. Lẻ nhân lẻ ra lẻ, mà lẻ chia cho 2 thì dư 1. Bài này thầy giải ở nít số 1 rồi các em nha. Khối 6 của một trường có 200 em. Có 200 em. Giải nít số 1 rồi. Mà đây là một bài toán mẫu ở trong khóa học V62, V61 luôn. Gọi số học sinh là A. Ha. Gọi số học sinh là A. Thì A chia 10, chia 12, chia 15 đều dư 4. Vậy suy ra A bớt đi 4 là sẽ A bớt đi 4 là sẽ chia hết cho 10, 12, 15. Ha. Như vậy nó sẽ là một bội chung, A trừ 4 sẽ là một bội chung của 10, 12, 15. Giờ các em tìm bội chung nhỏ nhất của 10, 12 và 15, các em sẽ ra 120. Như vậy các bội chung của 10, 12, 15 sẽ là 0 nè, 120 nè, 240 nè, 360 nè, cứ vậy. Ở đây ta chọn 240 thì nó mới có khả năng là nằm trong vùng từ 200 đến 250. Rồi A trừ 4 mà bằng 240 thì suy ra là A sẽ bằng 244 các em nha. Câu số 10 các em sẽ dùng kỹ thuật trong khóa học V61. Bài giảng cuối cùng trong khóa học V61 sẽ giúp chúng ta làm bài này rất nhanh. Làm mình rất nhanh trong vòng tích tắc thôi. Tìm số nguyên dương nhỏ nhất. Tìm luôn. 2. N thứ 2 x đó, cộng 12. Các em dùng bài giảng cuối cùng đó, trong khóa học về số 1 đó, làm cho nhanh. N tự nhiên khác không nhỏ nhất, vậy mình bắt đầu từ số 1 đi, tăng tới 10 là được rồi, bước nhảy bằng 1. Rồi ngay từ số 2 đã chia hết rồi nha. Ngay từ 2 đã chia hết rồi. Số 2, 2 trừ 1 đó là 1, như vậy là 2 là số tự nhiên khác không nhỏ nhất, giúp cho cái này
chia hết cho này. Còn nếu muốn giải tường tận á, muốn giải cái bài này tường tận á, thì nó như thế này. Muốn giải tường tận thì như thế này. Giải bằng biến đổi toán học á, chứ nói tường tận cũng đúng. 2n cộng 12 á là chia hết cho n trừ 1. Tức là 2n trừ 2 cộng lại 14 thì phải chia hết cho n trừ 1. Tức là giờ dùng tính chất phân phối nè. 2 tức là 2 nhân 1 đúng không? Vậy đây là lấy 2 ra dùng chung. Thừa số chung n trừ 1 cho vào ngoặc cộng cho 14 thì nó cũng chia hết cho n trừ 1 các bạn. Rồi các em xem như đây là một tổng hai số hạng chia hết cho n trừ 1. Mà trong đó số hạng 2n trừ 1 á là chắc chắn chia hết cho n trừ 1 rồi. Thì 2 nhân cho n trừ 1 thì phải chia hết cho n trừ 1 chứ làm sao. Kết quả là bằng 2 đúng không? Cái tổng này chia hết cho n trừ 1 mà 2 nhân n trừ 1 phải chia hết cho n trừ 1 rồi. Số hạng thứ nhất chia hết cho n trừ 1 thì số hạng thứ hai là 14 cũng phải chia hết cho n trừ 1. Như vậy n trừ 1 là ước của 14 nha nhé. Vậy n trừ 1 nó sẽ là ước của 14. Mà ước của 14 thì có nhiều, 1 nè, 14 nè, 2 nè, 7 nè, hết rồi. N càng nhỏ càng tốt. Vậy các em suy ra là n, tính ra n luôn, n bằng 2 nè. N trừ 1 bằng 1, n bằng 2. N trừ 1 bằng 14, n bằng 15, n bằng 3 và n bằng 8. Ở đây người ta kêu lấy n nhỏ nhất thì ta lấy n bằng 2 thôi. Đó là giải bằng toán học đấy nhé. Rồi, rồi, bài nào cũng làm rồi hết. Nộp. Mũ trừ x trừ 2 thì bằng 1024 là 2 mũ 10 kia. Như vậy là hai cơ số giống nhau rồi thì mình ép hai số mũ bằng nhau. Trừ x trừ 2 sẽ bằng 10. Từ đây x sẽ bằng trừ 12. Vậy các em nhé. Trừ 12 đâu? Không thấy. Đây rồi. Câu số 5. X là số âm mà mũ 2 lên bằng 400, vậy là âm 20. Ha. Câu số 4. Để cái giá trị đối này bằng 0 thì bên trong phải bằng 0. Âm 26 trừ cho bao nhiêu bằng 0 thì trừ cho chính nó, trừ cho âm 26. Câu số 7. Câu số 7 x sẽ bằng là 47. Xin lỗi, x sẽ bằng là trừ 47 cộng 37 là trừ 10 kìa. Dùng chức năng tìm x trong V61, V62 gì đó. Giá trị nhỏ nhất là bằng 45. Cái này thầy dạy kỹ trong V62 rồi nha. Xin lỗi, 85. Câu số 6, giá trị nhỏ nhất sẽ bằng 116. Thầy dạy kỹ trong V82 rồi các em nhé. Xin lỗi, V62 ha. Em nào học V62 rồi thì nguyên cái chuyên đề đó là có một nội dung quan trọng nói về giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất. Số nào mà nó bằng số đối của nó chỉ có số 0 thôi. Câu hỏi 2, 25 mũ 16 thì sẽ bằng 5 mũ 32. 25 là 5 x 5, như vậy 16 bộ, mỗi bộ 2 số 5 nhân nhau, vậy là có 32 số 5 nhân nhau. Chữ số tận cùng của 5 mũ bao nhiêu thì cũng bằng 5 thôi. Vậy các em nghe. Con rắn hay ra đầu tiên lắm. Tổng của số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số là âm 100 đó. Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số là 100, gắn dấu âm vô thì lớn nhất. Với số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau. Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là âm 11. Số nguyên dương nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau là 11 đúng không? Gắn dấu âm vô thành lớn nhất. Như vậy là âm 100 cộng âm 11 là âm 111. Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số đó là âm 100. Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số giống nhau là âm 11. Đúng rồi. Dài thôi. Đau đầu quá.
Nghe các em đếm đi, có 8 từ ha, 8 chữ cái ha. Cờ này, hờ này, u này, cờ có rồi, e, m, tờ, hờ có rồi, y chưa có, tờ có rồi, o chưa có. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con mèo ước chung lớn nhất sẽ bằng 30. Ở nick số 1 thầy giải là con khỉ. Bài này giải đâu đâu rồi nhỉ, quen lắm. Cho hai số x y là các số nguyên sao cho giá trị đối của x cộng trị đối y bằng 2. Hình như giải ở bài vòng thi số 10 rồi không? Nhưng mà ở vòng thi số 10 người ta hỏi là x cộng y lớn nhất là bằng bao nhiêu. Còn bây giờ là các em sẽ giải như sau. Rồi, x là 0 cũng được. X bằng 0 thì y phải bằng 1. Đúng không? Mò thôi. Mình suy nghĩ chứ không mệt. X bằng 0 thì y bằng 1. Rồi, x bằng 1 á thì y bằng 0. Đâu có, bằng 0 thì y phải bằng 2 chứ, tầm 7 không. X bằng 2 thì y bằng 0. Đúng chưa? 1 thì y bằng 1. 3 cặp rồi. 3 cặp rồi các em. Rồi cặp nào nữa? 0 âm 2 âm 2 0 1 âm 1 âm 1 1 hết. Trị đối của 0 là 0 cộng 2 bằng 2. Đây cũng vậy. Đây cũng vậy. Đó. Rồi tới 0 trừ 2 cũng vậy. Trừ 2 0 cũng thế. 1 trừ 1. 1 trừ 1 lấy trị đối cộng nhau. Còn cái nữa các em, tí nữa chết nè. Trừ 1 với lại trừ 1 chưa tính. Đúng không? Đúng chưa? Hết sạch chưa? Hết sạch rồi. Còn gì nữa nói thì nghe. Hết rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cặp. Con hổ. Số nguyên âm nhỏ nhất có hai chữ số là âm 99. 99 là số nguyên dương lớn nhất có hai chữ số, thì gắn vô âm vô thành nhỏ nhất. Con rồng. Số tập con là bằng 2 mũ 4 là bằng 16. Cái này trong khoa học V số 1 nói kỹ rồi nhé. Số tập hợp con của tập hợp A sẽ là 16. Con chó. Một hình vuông có diện tích là 5625 thì cạnh của nó sẽ là bao nhiêu? Ở V số 3 thầy sẽ dạy kỹ về cái này, về cái nút căn ha. 75. Cạnh của hình vuông là 75, để khi nhân với 75 nhân chính nó đó, thì bằng 5625. Con chuột mà to hơn con mèo. 2016 mũ 0 là 1, 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 thì bằng bao nhiêu? 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 thì bằng 216. Con gà. Vẽ hình đi các bạn. Vẽ hình đi. Cho đoạn thẳng AB. M là điểm nằm giữa. Y là lại bài toán quen thuộc ở trong khóa V62. Y là trung điểm, K là trung điểm MB. YK bằng 20. Vậy AB sẽ gấp đôi là thành 40. Con heo. Cho 3 số tự nhiên liên tiếp có tích bằng số lớn nhất là 6. Cái này thầy giải ở nick 1 rồi các em nhé. Thử nè, 4 nhân 5 nhân 6 bằng 120. Số lớn nhất là 6 ha. Cách giải thì giải ở nick 1 rồi. Số 3 toàn câu dễ không vậy ta?